Chào Giang. Pì nòng thương điếp, chương trình thời sự then còi cầm tay của Đài Phát thanh Hà Giang văn này, khai con lại phân tín. Tiếp lắng phân tín mời pì nòng toàn nghe bài. Bác Quang dung giá khá nga mến đo liền tơi túa, khả này mời pì nòng toàn nghe nội dung của chương trình. Đại thông văn so tiếp các văn thi bất bình thí, đồng chí Trương Quang Hòa, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Chủ tịch danh dự quý bảo trợ học sinh lục nòng cân dân tộc, cấp học sinh khó, đã bên bay thăm các hẹp việc giúp tỉnh Hà Giang. Đồng chí Triệu Tề Vinh, Bí thư tỉnh ủy, đã toàn tiếp các bên đảng hẹp việc đại đoàn. Ngay túc lăng thượng đảng hẹp việc, đồng chí Trương Quang Hòa đã bên bay thăm cấp tặng quà lên nòng học sinh khó học giỏi, cấp thăm di tích Liên Vương, chú xã Sa Phìn, huyện Đồng Văn. Bài bảo bị phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phường Bến Vàng, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh. Dù lời thi thường thầm, đồng chí Trương Quang Hòa, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Chủ tịch danh dự quý bảo trợ học sinh lục nòng cân dân tộc, cấp học sinh khó đã đần đề. Hà Giang đơn tàng cá cấp huyện Đồng Văn đần hất điều, lẽ ám đình, mi lịch sử hằng tời, giao truyền thống cách mạng, bảo đới cá nước đã tập thắng thường, tăng lai đồng tất, khảm tất nước là, chống mặt độc lập cấp dư bắn chủ quyền biên giới quốc gia. Khả này hệ kinh tế xã hội đã bị ba phải khẩn đang trầm, tơi thổng quốc pi nòng lai dân tộc đa tình, văn càng đầy hà hơn cón. Song khen những chuyến tối hẳn, nhân bị lai lươn chấp khó khăn, tơi thổng lên nhân tiểu mưa đo dòng, phải đầy quay thân chỉ bén quốc tàng xã hội, như lệ đới pi nòng lai dân tộc chú những xà tia quay, phù thùng. Chủ tịch danh dự quý bầu trợ học sinh lục nòng cân dân tộc, cấp học sinh khó, học giỏi, ái lẻ, cấp ủy chính quyền địa phương, lai thầy cô giáo, vẫn quay lo hạ sự nghiệp thôn thư quốc tỉnh, thôn cháu truyền thống điếp nước, phát huy lịch sử về vàng quốc dân tộc. Đồng viên Po Mê Lai Lan học sinh chấm điều kiện đem bạc nhất về hạ lục là thần trường thôn thư. Khuyến khích Lai Lan điếp học thư, rèn luyện đạo đức, vẫn những cân lục ngoan cho giỏi. Vay mưa nà lên những cân góp phần hát hợp bản làng Hà Giang, văn cam phải khẩn. Cùng bài này, đồng chí Trương Quang Hòa, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, cấp phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phường Bến Vàng đã ao hà tiếp ăn xe đạp trị giá bán đường tiếp triệu ngân hà lên nòng học sinh trường trung học cơ sở Sa Sa Phìn huyện Đồng Văn. Quán này ái lên nòng đây hứa xe đạp bài này đến hết điều lên nòng học sinh lên tăng cá sẽ cố gắng về quá những ăn giặc chống mặt đầy lai thành tích đang trầm đời thòn từ pì nòng thương điếp phần thi bếp bướn thi đoàn hết việc bộ văn hóa thể thao du lịch đại kế Hoàng Tuấn Ánh ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ văn hóa thể thao cấp du lịch hết cấp đoàn đã mì nào hết việc đới tỉnh Hà Giang, mưa việc văn hóa, thể thao, du lịch, các gia đình. Dự nợ hết việc mưa bướng tỉnh là mì bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vĩnh, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trung Thị Chiến, phó chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Đức Quý, lãnh đạo lãnh sở, ban ngành của tỉnh. Khả này tặng tỉnh Hà Giang mì hạt thiếp thòng di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng đại xếp hàng, đã hẳn mì thòng thiếp thảm di tích cấp quốc gia, thông điệp khảo di tích cấp tỉnh về di sản văn hóa phi vật thể đề ghi khảo danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia các thòng bảo vật cấp quốc gia cần phải là liền thường đới tỉnh Hà Giang thường thuần tham buồn hùa pi thòng xiên linh thiếp há lề nửa bác nương thòng thiếp chết xiên bay cần ngân thu mà để nửa bác nương thiếp cáo tỉ mướn khăn này tăng tỉ mi bác nương thòng thiếp sốc lườn non là dịch vụ chấm hỏi du lịch văn càng để coi thường đáy dù nói hết việc Bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vinh lần lò, tỉnh Hà Giang đã ơi lòng dung thương những an lệ mi than về hệ du lịch về khứng. Mi chủ trương quy hoạch tỉnh Hà Giang, bên tỷ là linh cốt quốc quốc giá, đời tỷ ính lệ công viên địa chất tàng cầu cao nguyên phía đồng phán. Hà Giang đã bài còi, hán cấp đáy bộ văn hóa thể thao cấp du lịch, cầu nhân là di tích lù đan đáy miạc. Khải ốc hội thảo coi mưa những an lệ mi than trước mọi hệ du lịch, các toàn đại lại cảm lên trao hỏi hệ du lịch từ lời chuyên gia luôn khỏi học đại các nào nước về đề hẳn Hà Giang cùng ai bộ văn hóa thể thao các du lịch hứa hỏi tình hiện lại chương trình mọi huyệt hồ sơ di tích lịch sử kha tăng hạnh phúc Hà Giang Đồng Văn lê di tích cốt quốc giá đăng ký cấp hệ hồ sơ kết đàm phiếu du vàng phía cốt bị nòng cần dân cao nguyên phía Hà Giang đề nghị UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể
để di sản bao các mối khen mống. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao các du lịch Hoàng Tuấn Ánh nhất trí để lại viện hiệp cốt tỉnh Hà Giang mở văn hóa các du lịch. Tỉnh đã coi các bảo tồn bản sắc văn hóa là dân tộc, bền an lành về hệ du lịch. Nhân lễ ảo văn hóa dân tộc khảo trường học, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh lần lò, Hà Giang mì ăn lên cài luồng mưa du lịch. Sóng sang đầy dung thướn, chính lòng hẳn giúp bướng ná phải khai quang du lịch. Giá cần đầu tư mì ngân quốc, vài đầu tư khảo hệ du lịch, nhân lễ mưa la lìn tâm lính. Còi thần khai quang tam bay mạ. Mì cơ chế chính sách ới lòng lại cần đầu tư khảo hiệp du lịch dịch vụ, lại ti rằng khá trong cành. Hệ đề mẹ việc coi dư công viên địa chất tàng cầu cao nguyên phía đồng vắn, khen việc áo kinh tế xã hội bê khứn, lước hỏi cùng gắn đời việc hệ văn hóa du lịch. Giao hỏi lại vụ cục bảo đối sở văn hóa thể thao các du lịch tỉnh Hà Giang, nghiên cứu hệ di tích đàm biếc số vang phía, lại bài hát thến. Khen hẳn Sở Văn hóa Thể thao các du lịch tỉnh Hà Giang về coi viện hiệp du lịch giúp tăng tỉnh, vậy thảo bởi những an khẳng, ao du lịch Hà Giang văn cao bế khẩn thăng lái. Ngắm qua ma huyện Quảng Bình đã hạt lễ ao chỉ chứng nhận hợp thông xã Lê Xuân Bình cấp tân trình, đại chuẩn quốc gia bữa y tế, từ pì thông sinh tiếp ất, thần pì thông sinh thông thiếp. Đầu pì thông sinh tiếp tí, chăm y tế xã đã hạt đầy hạ việc khảm các phát xã hợp bình đồng lê dân tộc đờ xã. Hết đề mạc việc tiêm phòng đỏ lây lòng vaccine, chăm coi hôm len hạt đích đòi, các pin đồng nhìn đang pa lục. Mưa cơ sở hạ tầng, đo tiêu chuẩn quy định, việc y tế dự phòng, vệ sinh môi trường, các loại chương trình mục tiêu quốc gia bị y tế để xả ở cổng hạt đầy mạc. Chăm y tế thông xả, lúc giờ cùng lần báo đầy hà một việc chăm coi hôm len, cùng bò việc dư đầy mạc lây lòng đồ cú kinh, mới hợp pan óc lây lòng dịch bệnh. Ông chỉ chứng nhận hợp thông xả Xuân Bình, cấp tân trình, bí thư huyện ủy Quang Bình, chiều tại phòng đã báo lệ. Là ngành thành viên ban chỉ đạo mười trăm con hôm lèn hợp bình đồng đất dân tộc đa huyện phải lên báo vào đại mạc nước ủy ban nhân dân lai xã phòng y tế cấp trung tâm y tế phải bị kế hoạch lò làng gần đây bộ tiêu chí mừng hạch bản làng mới lên báo hợp cần dần chắc đầy lụ mưa bộ tiêu chí quốc gia mưa y tế phải cần dần hành đủ để trách nhiệm bút lạ đặc việc dư hôm lèn cấp trăm con hôm lèn quá này phát huy cấp dư đại mạc nhưng toàn là đã chống đầy để những bị quá. Qua mà kế vì hữu cầu, bí thư huyện ủy Vị Xuyên đã phải coi tri đàm phước đồng giúp lấy xã đào huyền. Vị Xuyên lê huyện thăm cố tỉnh Hà Giang, đời đi đồng mi thẳng xã ở phát nướng hạ thiết xuyên hát đá. Đào hẳn đi mi đồng lê xã chết thiếp cáo xuyên hát đá. Đồng nhò nằm lên nửa thóng thiếp hết xuyên hát đá. Đồng hiệp kín lê hạ thiết xuyên hát đá. Hệ kế hoạch đàm phước đồng vì thóng xuyên linh thiếp hạ. Huyện Vị Xuyên đề giao đàm phước mát nửa chết xuyến hát đá đồng hệ kín. Vậy hiện đầy việc này, từ hùa bị huyện đã lần cháo ra việc lò làng hoặc lại xa thị trấn. Xong vậy chắc đầy đình đàm phước đồng, đơn hiệp việc cũ huyện Vị Xuyên đã phải coi ca linh giúp lại xa. Ngọc Linh, Linh Hồ, Phú Linh, Kim Thạch, Cáp Kim Linh. Quá phải coi, khen lại xa hiện đầy mèo việc đàm phước đồng, mì đình đồng khám phù lái. Vẫn nhận lại xã mì đín phù tả béo. Dù này, bí thư huyện ủy Vị Xuyên chắc lại xã, hệ xong lại chỉ tiêu phiếu đồng bí thư xuyên linh thiếp hả? Ai hệ để viết tận ốc, xã phải bày coi lại tì đín tả béo, phiếu đồng đầy bấu. Khải ốc lại tổ hệ việc lông thôn bán, phải chắc để đín cốt tưởng lượn, các bày khẩu hợp dẫn. Hảo lại lượn dẫn mì đín đàm phiếu đồng kỳ cam kết. Khen hẳn khê quang viên lần cháo ở làng pi nòng cân dân đàm phước đống. Nhân lệ lại nó mày hồng pí. Pê đề hẳn hệ đề mưa việc chạm còi phong trải mày đống. Pi thông xe linh cầu, huyện Bắc Quang đã ao khoảng hệt dự án ổn định dân cư, đỉnh cảnh đỉnh cư, hợp pi nòng đất dân tộc rút hồn lầm, xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang. Tốt làng hạ pi ao khoảng hệt. Hạ thân này là công trình đã đại hết xong ao khổ dùng. Pi nòng rút này cũng đã tương pa yên tâm hay kinh. Song do khăn này phải bị điện vài dùng, ba thân những khó khăn đợi từ thổng quang văn. Chính đồng hành mì phấn đường lươn ái tạo chuyến bờ tỷ rũ cáo có này. Dự án quy tụ lươn dần giúp thôn lâm, xã Đồng Tâm, đới tăng lai ngân chống vài hẹt dự án này lê hơn thiếp chất tỷ hạ phát triều ngân. Đại phong dân tộc huyện Bắc Quảng hạt chủ đầu tư. Dự án này đã ao cầu hẹt từ pì thông xây đình thiếp, đới hạ hạng mục công trình, mì tăng cải bài bà, mưa năm kinh. Mương nằm, trụ sở thôn, cấp khẩn điện. Hạ thân khẩn này, lai hạng mục công trình đã cơ bản để hết xong ở khổ dùng. Xong khẩn này, mì phấn đường liên dân chuyến ma thổng chú này, bánh mì điện dùng. Dù lệ chạm biến áp,
đà đầy lắp tó thài cắp tề thử vay mi điền dùng mi phấn đường lườn đặt từ là chấm óng ngần thư thái điền khân điền từ thôn bường khen lên đầm pà cách thòng cây số do tăng thai khân quay hao tổn lại do hẳn cân dân phải pá một số điền lê từ thí thần hạ xin gần bằng đới giá điền kinh doanh cá đang ngọc mình thôn lâm xã đồng tầm huyện bắc quảng đần ái nhà nước của một lai cấp hay long dơ coi khân điền hở pin đồng cân dân vay cân dân bòn khỏi mi điền phải dùng á đang thi bài thôn lâm xã đồng tầm huyện bắc quảng đần do bái mi điền chính long hẳn mi phấn đường lươn đà tả mười tỷ rũ cáo có này ái hết long dơ mi điền vay pin đồng yên tâm hết kiền rũ này quá phải coi cấp tham bòn khỏi đầy chắc về lại lươn bái mi điền phải dùng lê do chú đầu tư bái phá ngân hàng ngành điền lai hàng bục xả hẹt do hàng ngành điền bái đồng điền phải khai hở lại liên dần việc này đã hết ảnh hưởng thân tơi thổng quang văn cúp pin đồng cân dân nhất lệ khẩu mùa pha bong chính long hành hàng thân đầy áng mi thiếp lươn đã tạo chuyến một tỷ rũ cáo có này cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã bên lai bay đề nghị ngành điền cấp điền phải phục vụ cân dân song biết đầy chấp thuận ghé triệu minh thị bí thư thôn lâm xã đồng tầm huyện bắc quảng đần tốc lăng chuyến ba dù tỷ rũ má này pi tay ớt thân pi tay thòng cùng bánh bị điện pin hỏng bức xúc lầm tay ớt lê tây thổng cúp pin hỏng mới bị điện dùng quang văn lê dự án lê phải đẩy quay thân hết đại hà bướng nà coi hết long giờ khân điền hở cân dần về phục vụ tây thổng cúp cân dần ghé ban văn bình chủ tịch ủy ban nhân dân xã đông tầm huyện bắc quảng đần trạm biến áp đã để lắp cách này pi nâng đoàn giá mà thân này vẫn bánh bị điện hở cân dần dùng quá lại bay chập pin hỏng thì bọn khỏi hăn tham tiếp hà lườn số này lần nè từ này thần bùa đớt mà mới bị điện thì pin hỏng sẽ chuyến 10 tỷ rũ cáu có thể lần việc lần lườn chịu chuyến lồng thòng hạch kiền rút thôn lầm xã đông tầm huyện bắc quảng và tô cón đã ổn định bữa tơi thòng các hạch kiền cúp pin hỏng lẻ việc đang trong nếu điều mới bị điện phải phục vụ tơi thòng con văn cúp pin hỏng mà pin hỏng phải chuyến 10 tỷ rũ cáu thì lo lắng nên lẻ việc biết thể chấp nhận này chính long hẳn cấp ủy chính quyền địa phương cấp ngành điện phải men thảo với những ăn khang này men khân điền hạ cân dân vay cân dân yên tâm thổng cấp hạt kiền chạy việc dự án đã đầu tư cân dân bí rú tá đai lươn lãng phí ngân của quốc nhà nước tô lăng hạ buồn đàm phước cấm chòm còi nửa thi bếp hạn án nó à tì sổ giúp huyền quản bà đa nhà khảo hậu thù bay tay ết khảo hàng buồn thi bếp vì đò xiên linh thiếp thi huyền quản bà đã lên cháu đàm phước à tì sổ giúp lệ xạ thành phần quản bà tung vai các thị trấn tam sơn đời đình đàm phước quảng nửa thiếp hết hạn á qua hạ bươn đàm phước khăn này nó à tì số cải đề mẹ có khảo đàm phước bay tay ít đại chắc tớ có nấu khảo đàm phước quảng huyền quản bà đã ao phước thử con nửa hát á nó tì số nứng giúp thị trấn tam sơn các sao quản bà qua này ở hắn nó à tì số cải đề mẹ hạp đời đình nhà bốn phà cô huyền việc khai quang đi nhà đàm phước ở tỷ số rút lẻ xả vài phục tàu đầy ti đàm phước có giá quý chuyên tôi phải mẻ phước góp phần nào kinh tế xã hội cứu huyền bay khấn thù mà đầy bay tốt con lê sóc trang thường cần nâng mỗi mét vuông tỷ ngốc lê sóc thường thiếp tần mỗi hát đá mỗi chạc nó ở tỷ số hảo thù thi thường hạ bay mỗi pí khai đầy thòng xiên thòng mỗi cấn nếu bốn phải đầy miệng các pí nòng cơn dần hiện làm kỹ thuật lễ hát án nó hòa tí số nứng hảo thu chết thiếp thằng pét thiếp chiều mướn mồi pí dù lê do ảnh hưởng cúp hạt dần lem đã nhưng văn hồ pì thòng chiến tiếp hạ cung mò nhưng bay phạt đất đứt đời thòng bườn quá song nhưng tông na đầm bắp chú xả sẵn giả hồ của huyện hoàng sổ pì vân khẩn khéo ót áng lê vụ bắp pì này pì nòng sẽ chống mặt đẩy lại bắp đàng trồng tô cón lê từ bộ hình đầm bắp bay ni lông của lườn ké lý văn bình chú thôn u khố sủ xả tù nhân huyện hoàng sổ pì Vũ xuân hè bị thòng xin tiếp hà, xa sẵn thờ hồ, đã ao khẩu đâm thòng HA lòng phè bắp nờ cà thiết xin tạm bác theo mô hình đâm bắp bay nì lồng. Vài hư pin nòng cân dần chống mất thêm hiệu quả do âm tình đàm trúc theo phương châm đàm suất chất lượng, ngay hẹt, ngay chầm còi. Ưu điểm của mô hình đâm bắp bay nì lồng lên nòi bay đầy nằm bên khẩn buồn, đảm bảo mi nằm hở đi đàm trúc, cốc bắp cùng dư đầy nằm, các phong chay đầy dần lem, phả nét đứt, nòi bay để việc trung già vài phun hạ bắp. Khai đấy hẳn mô hình này nhằng chút tần thời gian lệ từ thiếp thằng thiếp hạ văn nó bắp khẩn đều cắp cài chống mang năng suất từ chất thiếp thằng phải thiếp bô một HA cắp chống mang ngân thu từ thiếp chiều một HA tàu khẩn từ vụ lang bay xa sẵn thảo hồ
sẽ khai quảng mơ đình phúc bắp theo cách này. Cáp xa ký hợp đồng mơ ti hư phè bắp, hư khún, ti thử tăng cá, bắp cúp bình đồng hẹt óc. Qua ma số phiền chờ chàng kim xa động hạ, hội liên hiệp phụ nữ cấp hội nông dân huyện Quan Bạ, vào đội hội liên hiệp phụ nữ cấp hội nông dân xã Đông Hà, khai nở lên trang mới dự thảo luật dân số hợp bị nồng cơn dân số xã. Vậy ở thùng cách nghỉ, các hệ làm pháp luật dân số của mấy nhìn các cơn dân, khen hẳn lên trang mơ việc tạt nóc, ý nghĩa của việc áp luật dân số. Từ hẳn cách nghỉ mưa pháp luật dân số của cơn dân đầy thùng khẩn. Nào lần trao lại nướng đã lại viện hiệp của dự án, lần trao sự thảo luật dân số thẳng cân dân của hội nông dân cấp hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Giang. Dù phiên trợ, cán bộ hội liên hiệp phụ nữ xã Đông Hà huyện Quan Bạ đã lần trao mở nội dung của sự thảo luật dân số bằng cầm kéo cấp cam mống, nhất lệ hệt địa phẩm, coi thường Hà Văn Khứn đây là diễn viên tuyên truyền của xã hệt. Qua nào lần trao, thằng lại cơn dân chắc đầy lò lại viện hệ cấm, quyền viện hệ kế hoạch hóa gia đình. Từ hẳn trên tới cách nghỉ của cơn dân mỡ nổi lục, hệ làm phát hành dân số, mỉ đào điều kiện trong coi lục hở đầy đưa, hệ kín phế khẩn tà sát ta khỏ. Pin hồng thương điếp, mời pin hồng toàn nghe phóng sự. Bác quáng dung ra khả nga mên đào liền tơi túa. Đào lại pi quá, liền tơi túa đã ao mà ngân thủ cải luống hở lại lươn xuống huyền bác quáng. Xong việc lều bắt mùa trường thủ khuôn tơi túa lại việc để tắt hóc. Thủ mà đẩy lại ngân, giữ mùa trường thả dở. Lệ thỏng việc lúc hở cùng đẩy cân liền tơi túa coi thằng đáy. Dung giá khả nga mến cú khún đã liền tay túa, lê nương đã lại cách hệt thảo bừa để việc lê bớt mở trường, các đàng đại khai quang đã liền tay túa xuống huyện Bắc Quảng. Lại bì xảo này, bì nòng cơn dân xuống huyện Bắc Quảng, đã chủ động đòi hệ kín, ao rụ ngân thủ họ đào lườn. Lại mô hình liền tay túa đã đại khai ốc các khai quảng. Thường này tầng huyện Bắc Quảng tỉnh Hà Giang, mì nửa thám phát liền liền mũ, từ tham thiết thằng hà thiếp tùa mồi chạc. Liền tơi tùa lại, áo mà ngân thù lại hớn. Sáng việc xử lý khuôn lẻ nương đã lại việc hệt, đang để chính quyền huyền xa cách thảo bứa. Dù lệ lại luôn đạt quyền quyết lào lang tơi tùa còn phản, sóng vẫn sang khá đầy thường nga mến, lệ bớt mở trường du. Vàng thường viên liền tơi tùa cấp hầm lệnh khu tùa cần. Còn việc này, huyền Bắc Quảng đã lần trao các bảo khẩu hệt mô hình, liền mú mê mến bằng cách dùng giả phun khả nga mến cố khôn tài túa, hảo thiết sóc lươn rút lời xả. Việt Vinh, Hùng An, Thị Trần Vinh Túy. Đầy ăn hứa mưa giá các cách hệt tự huyền. Sở bì nương hệt mũ hình, đã thu mà đầy lại ăn đầy miạc, đã việc thảo bứa lê bất mở trường. Dùng giả khả nga mến cố khôn đã liền tài túa giúp huyền Bắc Quảng, đang hạc hàn lại ăn đầy miạc, đã thảo bứa bất mở trường giúp đỡ bán. Lườn phá Vũ Thị Máu, rút thôn Tân Thành, Thị Trần Vĩnh Túy. Này lấy cách hệt đầy mèo liền tay tùa lái. Và màu đã liền mù nửa thiếp bì này. Mùa trao lườn phá liền tự hà thiếp tùa tao khẩn. Mùa bì bà khai đầy thong thường thám trang mú. Áo mà ngân thú cải luồng hà đài lườn. Coi lò liền mù lê bà bay về hệt kín cốt đào lườn. Và màu đã hệt lào lang đầy đứa. Các hệt hầm biểu gá về xử lý khuôn. Sòng nga mến từ liền mũ vẫn bằng thần kiến giúp còn vàn cốt lại cần đào lườn. Vì thọ xuyên linh thiếp thí, lúc mũ hình liền mũ mỹ mì ngã, đẩy lần trao hệt rút thị trấn. Lườn bà đã đăng ký dung giá khả nga mến từ liền tay túa. Phun mỗi tuần bài nứng, lườn bà hàn nga mến từ khuôn liền tay túa đạt thướn. Bà Vũ Thị Máu, rút thôn Tân Thành, Thị Trần Vinh Túy, huyện Bắc Quảng Lân. Liền mù là mô hình này thường nga mến, mú mít bền bệnh, liền mú lê cài men. Cùng màu lươn bà máu, lươn kết lương minh phiến rút thần tân bình xa Việt Vĩnh. Lê nương đào thiếp sâu lươn để hệt mô hình liền mú mít mì ngã. Lươn kết lúc hỏi cùng liền từ thiếp đồ mú tao khẩn mùa chắc. Lươn chuyển đới bồn khói kết viện hở chắc. Dù lê việc quyền quyết là mú để lươn kết hệt mày.
song vẫn bị nga mến, mù hay bền bềnh cái chậm. Song từ lúc luyện múa rút nửa đêm đó sinh học, đã nói bài đầy lại việc nữa. Khán này đoàn múa có luôn kế cải mến. Từ việc liền mùi bị thông trong múa, khán này luôn kế đã liền đầy tham trong mùa bí. Nhờ hàn ngân thú của luôn kế cũng đầy thùng khẩn, kiến giúp cổng vàn cô đã lươn mấy nhà ngà mến từ khuôn tòi tùa. Kế lượng minh phiến, giúp thôn Tân Bình, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quảng Lân. Từ lúc hiện ra khả ngà mến này, lệ liền mú mi mi ngà mến, mú cái mến, ngân quốc cũng lên tà ốc làng đào mú nổi hơn. Mô hình liền mú mi mi ngà mến bằng cách dùng giá, để hết từ bươn sốc vì đó xuyên linh thiếp thí. Thần này đã hợp hẳn lại ăn đầy mẹ cô gái hiện này. Việc dùng giả phun khắp đềm lớp dịnh học, đã nổi bè đề nga mến, đảm bảo giữ môi trường đầu ti liền tơi túa. Bè đề hẳn liền mũ rút nửa đềm lớp dịnh học, nhờ ngựa hảo mũ cải mên hớn, nổi bè dịch bệnh sau đấy liền nửa nên xì mắng. Nừng đã lại ăn đầy mẹ để tăng lại lươn lân, lê nổi bè văn bướn cổng lên chăm coi đoàn mũ. Việc liền mũ thường lê sốc bướn mồi chắc, khăn này mồi chắc ngắp nhăng hà bướn. Nhờ hàn đoàn mũ cố huyền cùng lại khẩn, thường pi thọ xuyên linh thiếp thí, thằng lại đoàn mũ cố huyền bắc quả nước cao thiết bếp diễn hà bác tùa. Kế Đặng Xuân Bích, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quảng Lân. Đào lúc dùng giả khả nga mến cố khôn tẩy tùa này, đào mà lại ăn đầy miạc, tay hết lê mũ cải mến, tay thóng khả đầy nga mến cố khôn mũ, mi lê bất mở trường. Dùng chế phẩm sinh học mít thường lại ngần, mỗi mét vừa ngáp thường chết thiếp hạ diễn đời lại ăn lào mì thần, cam nửa tham phát diễn đời lại ăn lào hệt mỡ, đồ cua cho mọi hệt đềm lót, phần lại lề kép, khí xe, cấp giá. Qua này sẽ lều khuôn nào giúp tài tì mi mi ngà mến, mi lều bắn khổng khí nguồn nằm, tô lăng thi thường hạ bí, đềm lót nhà dùng hệt khuôn thơ hảo mày biếc đáy. Dù lê ngài song dùng chế phẩm sinh học, vẫn nhận là cách hệt mắt đời cần liền tay túa. Vậy hứa cần dần hệt làm cách, cán bộ khuyến nông lúc họ cùng phải coi mài rút lại lươn hệt mô hình này. Ca Nguyễn Xuân Huy, cán bộ trạm khuyến nông huyện Bắc Quảng Lân. Bọn khỏi lần trao họ cần dần cách ủ giá, dùng cần già nứng và đời thóng bát liên nằm, các ủ đời thiếp hạ cần bột bắp. Tô làng ủ tham văn, lệ bọn khỏi áo thống liết dịch mé này, ủ cấp hạ cơn bột bắp, cái hiệt đềm lệ phơi lớp kem nướng rú tả ướp ná thi thiết phấn. Loạt phần nướng dịch mén khử nửa kép, phơi lớp bột bắp đã ủ nướng. Làng hẳn áo kép cấp khí xếp phơi nửa lớp nướng ná thống thiết phấn. Lòng này đềm lót ná số thiết phấn. Tô làng phơi sóng, sẽ loạt tăng lại giá các bột đã ngâm khửn, ủ bạt đã tham văn. Làng hàn lệ phép mũ khẩu. Dung giá khả ngà mến cú khôn đã liền tây túa, ao mà lại ăn đề mẹ khả cân liền tây túa. Vừa ao viên hệ kín bê khứn, vừa hảo môi trường thờ giả. Này lên nướng đào lại ba bài hứa cân dân liền tây túa bài khứt mắn. Xong đào lúc hệt, cân dân vẫn sẵn quen để lại cách hệt mắn hay. Lại cách hệt lì ăn khẳng cài luống để lại lươn liền tây túa. Qua bài khẩu hệt hở hắn, này lên nướng đã lấy cái hệt đầy mạc, huyện Bắc Quảng tỉnh Hà Giang, đã khuyên kế hoạch vận tàu khai quang mô hình họ lại lươn liền tay túa giúp huyện. Bường ná mi điều ngã mi thiết sốc lươn hệt mô hình, mà giúp mỗi xã thị trấn, sẽ mi tự hà thường thiếp lươn dùng giá khả ngã mến cố khốn đào liền tay túa. Mẹ Nguyễn Thị Lấm, trạm trường trạm khuyên nông huyện Bắc Quảng Lân. Bọn khỏi lần hạ ủy ban nhân dân huyện về hệ đốc quảng đào thằng huyện phần lại lê lái xả rút khen tàng cái cao lái xả mi chờ rút xả lại lươn dân về khai mù ngay rào hào mùi xả mi từ thiếp thằng thòng thiếp lươn liền mù bằng đềm lót khả nga mến cô khôn nòi bay lê bớt môi trường hừa đoàn mù cải mến lê lại ăn đầy miạc quốc giá khả nga mến ao mà hào lại lươn liền tay túa. Mô hình này đầy hệt đầy miạc, đã khai óc và bày đã liền tây tùa hợp bình nồng cơn dân giúp huyện Bắc Quảng, vầy ao thú ngân thú. Mỹ thường lại ngân chóm hệt, xong tạo thú mà đầy lại ăn đầy miạc.
dùng giá khả nga mên đào liền tay tùa, lấy ăn cốc khai quang đoàn tay tùa giúp huyện đầy mắn. Này cùng lên nương đào lại cách, góp phần hiện đầy thường lại về tận ốc mở kinh tế xã hội. Các lấy ăn cốc mên hiện thường lại chi tiêu bản làng mắc giúp huyện Bắc Quảng. Tiếp chương trình văn này mời Pi Nong toàn nghe phần then còi. Thu lành trình bài còi, chữ bạc hồ, cầm của mai quý. Thường điệp chương trình thời sự then còi cầm tay của Đài Phát thanh Hà Giang thường nay lê thướn. Pyeongbae Pinong đã tọt nghe chương trình. Thường điệp chào Pinong.